Hôm nay chúng mình sẽ cùng với đồ với chân váy Kelly tennis nhé. Đầu tiên là cần phải xác nhận cái nhìn của một món đồ với một cái chân váy Shipley tennis như thế này thì nó sẽ có cái nhìn của sự năng động, cá tính, trẻ trung, cũng rất là dễ mix đồ, nó hầu như là phù hợp với các dáng áo, các loại trang phục và các phụ kiện khác nhau. Yếu tố tiếp theo đó chính là yếu tố cơ thể. Để mà hợp lý thì phần eo của mọi người phải có tỷ lệ bé hơn cái phần phía trên này và bé hơn cả phần hông và phần mông của mọi người nữa, tạo nên một cái dáng giống như kiểu đồng hồ cát ấy. Và để rõ hơn thì mọi người sẽ có eo này, có hông và có mông. Và khi mọi người nhìn trong gương thì phần thân dưới nó sẽ tạo nên một cái hình thang á. Như vậy là ok nhất. Còn nếu như mà là hình chữ nhật thì lời khuyên của mình dành cho mọi người đó chính là mọi người phải đi sửa lại, bóp lại cái phần eo của cái chân váy. Hay là mọi người sẽ phù hợp với lại những cái mẫu chân váy khác hơn là chân váy xếp ly nhá. Tiếp theo nữa sẽ là về phần chân. Không phải là chân bé tí hay là không có bắp chân hay là không có đùi, mà yếu tố quan trọng ở đây đó chính là phần chân thon so với tỷ lệ cơ thể. Nếu như mà mọi người có phần chân mà dài hơn lưng hoặc là phần lưng ngắn hơn phần chân á, thì rất là may, điều đó nó không có ảnh hưởng gì. Bởi vì mẫu chân váy này là mẫu chân váy lưng cao. Đối với những bạn mà nấm lùn á, thì rất là phù hợp mặc cái mẫu chân váy dáng ngắn như thế này. Tất nhiên là ai cũng hợp, thế nhưng mà đối với những bạn nấm lùn á thì sẽ được lợi hơn, đó chính là tạo nên một cái hiệu ứng thị giác, sẽ giúp cho đôi chân của mọi người trông sẽ dài miên man hơn rất là nhiều. Và một cái điều lưu ý nhỏ chính là chân á thì đừng có rậm rạp quá này, đừng có nhiều vết thương quá, nhiều vết xước quá, đừng cho muỗi đốt quá là nhiều. Như vậy á thì nó sẽ giúp cho chân của mọi người trông sẽ ưa nhìn hơn rất là nhiều nhá. Và cuối cùng đó chính là hãy mặc nó nhiều hơn, hãy mix đồ với nó nhiều hơn, tự tin hơn khi mà mặc nó đứng thẳng này rồi đi thẳng này, đừng có khom người. Dù bạn là nam hay là nữ, nếu như mà thích những cái mẫu chân váy Shipley như thế này thì cứ tự tin mà mặc, bỏ qua tất cả những cái lời nói không hay ở ngoài kia. Quan trọng là bạn biết bạn đang làm gì và bạn tự tin về cái điều mà mình đang làm, như vậy là ok nhất rồi. Rất là cảm ơn mọi người vì đã xem hết video của Nhà Cún ngày hôm nay. Và hẹn gặp lại mọi người ở những video tiếp theo vào thứ tư và thứ bảy hàng tuần nhé. Bye bye mọi người.